đã đến với trận đấu này. Và xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chúng tôi. Đây là một trận đấu vô cùng căng thẳng và các cầu thủ của hai đội biết rằng đây là trận cầu quyết định. Nhiều người cho rằng đội chủ nhà sẽ có được một kết quả thuận lợi trong trận đấu ngày hôm nay, nhưng bóng đá không đơn giản là vậy. Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ, và biết đâu trận đấu ngày hôm nay sẽ xuất hiện những bất ngờ đó. Chabi, anh ấy sẽ lựa chọn hướng tấn công nào đây? Pha giành nghi rất đúng lúc. Đi bóng rất sung mãnh. Tình huống nguy hiểm. Vieira. Chabi đi bóng rất sung mãnh, cắt bóng rất dễ dàng. Tiếp tục đi bóng, tốc độ triển khai bóng rất nhanh. Nguy hiểm, tình huống vẫn còn. Khi bàn thắng mang đậm phong cách của anh ấy vào một vị trí rất thuận lợi và đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đó. Chúng ta hãy cùng hy vọng đây sẽ là trận cầu hấp dẫn và công hiến. Có thể thấy trên các khán đài, tiếng hò reo của các cổ động viên đã làm cho không khí trước trận đấu trở nên náo nhiệt và hưng phấn hơn bao giờ hết. Jadon Sancho tiếp tục đi bóng, vẫn còn. Ý đồ quá lộ liễu. Pha bóng hỏng, tình huống rất nguy hiểm. Tiếp tục đi bóng. Sancho xuất điểm đi. Không có nhiều cơ hội cho thủ môn trong tình huống vừa rồi. Đó là một pha dứt điểm quá hoàn hảo.